đâu rồi? Để đây tí tôi đang lấy được mấy con. Đấy. Hai con. Dũng bím vừa lên lên con. Đây, khách khách lên. Ai quán này? Từ ngoài ở đấy. Cá. Tùy thế này. Lên cho Dũng em. Đi. Được 20 cân đâu hay? Không được. 16 cân. 15, 16 rồi. Xây lên nữa đi. Sẽ được có anh muốn làm sao này. Ui, to. Ai to mà. 17, 18 cân. Mang về lưỡng luôn. Mang về lưỡng luôn. Lưỡng luôn đấy. Hả? Súng làm sao? Dậy bẩn em. Khiến. Khiến đi đấu. Đánh ra. Đánh ra. Biết. Chúng bà rồi. Ok nha. Kéo cao vào đi. Anh chúng vào đi. Anh chúng vào đi. Kéo một cái tay áo ra. Rồi anh kéo. Ông thả 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 xuống xem nó có bơi không. Thả xuống xem nó có bơi không. Thả 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 xuống xem bơi. Để một mình nó đã. À một mình nó đấy. Đấy. Để xuống chụp. Xuống chụp cho. Đâu mà đây. Đây. Đây có phương lát thứ để nó vào đây. Cho hai anh em nó đi. Chụp ngang cái máy ra đã. Ăn thua gì? Anh ngồi lên đây em về nó cho. Mưa này. Con nặng gõ. Nào. Chụp chưa đạt? Em chụp rồi, chụp mấy kiểu rồi. À, cứ chụp đây. Cứ chụp thoải mái đây. Ra một cái 3-4 giây cái gì đó gì đấy. Tập thể hình. Ờ đây là con cá idol Dũng Bím câu được mọi người nhá. Xong chưa? Đây anh Dũng Bím quyết định tặng anh em mình con này để anh em mình cho cười này. Em bê luôn cho vào đây cho anh cho. Đây đây. Để dọn vào cũng được. Anh Dũng quyết định tặng anh em mình để phóng sinh. Để dọc 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 dọc. Cảm ơn. Mọi người đặt chiếu luôn. Con này trị giá 2 triệu nha mọi người nhá. Cân luôn à, bán luôn không cần phải cái gì nhỉ? À, không cần phải cân. Có anh tít cho ăn chia như nào đi chứ. Cái bữa này á. Hôm nay lại không chung với tít rồi. Không chung với tít rồi. Đây, đây, đây. Chung lại đéo chung. Ở dưới này người ta đốt pháo hoa thoải mái nào. Đẹp chưa? Vừa được đi xem câu cá vừa được xem pháo hoa. Chào hò chúc anh Dũng Bím nhá. Chào hò bắn pháo hoa đặc biệt chúc mừng anh Dũng Bím mà. Câu được con cá to nhá. À, đặc biệt là nhà hồ vừa mới chuẩn bị một màn pháo hoa để chúc mừng anh câu được con cá to. Thôi, chào anh nhá, bây giờ bọn em phải đi nướng cá đây. Đi vào ăn cá với bọn em nhá. Vào luôn. Ok. À, thành quả của anh em mình nhá, đây nhá mọi người nhá. Đây còn hai con sụp to nữa. Đây. Đây. Đây là ba con kia này. Còn hai con này nữa. Cho là nướng cho Dũng mà đây. Đây này. Đấy. Cho bể anh Cường con đây. Đây cho mình nhận Dũng con này. Anh Cường con đây. Con này là con chấm đen kia nhá. À, để đây là con cá chạch trấu kia rồi. Đấy, to chưa mọi người? Đây. Con cá sộp này khá to nhá. Giờ anh em mình sẽ chuyển sang tiết mục ăn đêm. Chê bắt đồng ý. Nướng hay cái gì nhỉ anh nhỉ? Cho nướng đi. Bên kia một cái to. Đây nướng thì đốt cái đó, củi đây này. Đốt ngoài này được. Con sụp thì to nha. Cái này là cá lóc, không phải cá suối hoa này đâu chứ nhỉ. Đây cá sụp. Anh em mình bắt đầu ăn đêm mọi người ạ. À, bình thường nếu mà câu hay bắt được cá mà không có thời gian thì mình anh em mình hay đốt cả con ấy. Xong rồi là bắt đầu ăn cho nó ngọt, nhưng mà hôm nay mình sẽ quyết định là mổ để nướng muối ớt. Đó, trông nó ngon hơn chưa mọi người? Đấy, à, tí nó bạch nó ra này. Nướng muối ớt nha. Bạch cả hai con ra. Con này à đúng rồi. Ok. Ai xa con chấm đen mà đại ca đang cắt tỉa
dạy những cái thuyền nhỉ. Đây là con chấm đen mõm gì vậy? Mõm nhôm. Chấm đen mõm này là mõm hoa hậu đại dương. Con này mình sẽ thưởng riêng cho Mao Đệ Đệ nhá. Còn anh ơi, sẽ ăn hai con này. Vậy cái mồm nó lên như kiểu con ốc sên ấy nhỉ. Đây, hoa hậu đại dương ấy. Con này vẫn bé nha. Sao nhìn nó dài nhỉ. Con này nhá, chính ra anh em mình cũng đã từng ăn thịt nó rồi, rất là ngon. Nhưng mà tùy con thôi, tùy con. Không, đấy là mình là không làm sạch nó thế. Làm cực kỳ lắm, bóc được cái vảy nó đi. Nó còn ở môi trường nước nào nữa. Đa số cái con này nó môi trường càng bẩn nó càng thích. Ui chị, thịt nó nạc mà. Thịt nó ngon lắm, thịt nó thơm lắm. Này, đỏ, đỏ như thịt bò luôn. Đấy. Nhưng mà phải lột được da nó cơ. Nó hậu đại cường ấy. Úi xà, khó lắm. Làm con này làm tuốt mới được chén. Đây, cả chê chiếc anh em mình úp được rồi. À, chỉ nấu mấy con thôi, mấy con này tí lại ra phóng sinh thôi. À, con nướng con chạch nữa kìa. Món chê thì bé quá, trông trông lại thả. Nó xiên phát, đúng luôn. Đấy nha mọi người nha. Con chấm đen có gai này phải làm sạch như thế này nhá. Cái con dọn bể thì phải làm sạch như thế này thì ăn nó mới mới cái thịt nó mới ngon nhá. Bỏ hết những cái phần còn lại, bỏ tất tất tất. Anh để lại cả hai quả ngạnh làm gì ấy? Cắt bỏ luôn mà. Hãy để cho đẹp. Thôi để nướng ăn thôi, chầm nướng. Để cho đẹp nhá. Đáng nghĩa là chỉ cắt lấy phần này thôi này. Còn thích để cho hai quả ngạnh này cho đẹp nhá. Để ngạnh cầm nướng được gì. Quay đầu qua đây này. Quay đây này. Tí nữa sẵn ướp một tí ở đây thôi, xong cho lên nướng. Tuyệt vời luôn, ăn ngon hơn cả cá sộp nhá. Nhưng mà cái con cá này nó có cái trứng ăn như kiểu là như kiểu nhựa ấy nhỉ. Trong miền Tây hay đi mò trứng của nó. Sộp hay sộp. Chương trình ăn đêm là hơi bị vật vã. Gì? Hơi dính. Cậy cho nó chín hẳn thì vẫn lợt. Chân mặt chúng ta bắt đầu đang đến đây. Vào đấy. Không có cái kẹp nhờ. Kẹp thì đẹp quá. Kẹp lắc hai đầu. Dính cái lượt. Đừng có cần nó lên trước. Để ngửa trước. Chúng ta đấy chúng ta phải được rửa trước xong rồi cúp sau. Cháu mà nhấc con ấy lên là bập bênh đấy. Nó định giữ cái này cơ. Giữ cái đấy. Ok, bỏ ra xem nào. Bỏ ra nào. Đặt lùi về bên này tí. Đặt lùi về đằng sau. Lùi về đằng nào? Đặt lùi về bên đằng đạt tí. Cái nào cơ? Cái phên ý đặt lùi về bên thằng đạt tí. Còn con chấm đen này hong dần. Thì nó nhanh chín. Gác bếp. Con này gác bếp trong sông ra thì dọn nước cho nó sống lại. Đây mà có cái kẹp thì đẹp. Nhưng mà hôm nãy mình thử cho nó lên khô nó chết toi luôn rồi. Giờ nước cho mình sống lại rồi. Chết toi còn sống lại. Thế người ta cũng làm thế mà. Sao nó không ngon vậy? Chết rồi còn sống lại. Hơi nhom nhằm tí mọi người ạ. Thôi mà thôi. Cái kỳ ăn đêm vật vã. Kỳ ăn đêm nó hơi thiếu đủ. Kẹp thì kẹp một phát thì nó ngon luôn. Nó căng như gì to này. Cái kia là cái con kia con to là phải được cân đấy. À, anh Thế, anh ngồi thứ đây. Anh Thứ nhỉ? Ngồi đây. Thế là em ra. Em quên anh. Ngồi đây mình ai đồ. Ở đây cái món gì nhỉ? Chấm đen có gai nhá mọi người nhá.
đấy, rất là quầy đấy. Đây, anh chưa được ăn món này bao giờ đúng không? Anh chưa. Thật, nhưng mà anh có dám thử không? Món này khá là ngon mà, lợn bể ăn cái nướng ngon mà. Đó. anh Khánh bảo đổ cá lợn bể ngon. Đó. Tôi lòi luôn. Anh thử cái này cái này không ăn được. Cái này mới ngon nhất của con cá lợn bể đấy. Lại để lại anh. Cái này ngon. Cái này chỉ phụ nữ thích thôi. Đây là nhá. Chọc. Đây là ngắn đêm. Lấy sức mai đi chiến đấu. Chắc mai lấy sức để mai đi chiến đấu. Chiến thoại ngọt thế nhỉ? Này, chiến thoại mai anh chiến đấu à? Hả? Ngọt mà. Anh thử món cá nướng tam hảo. Anh đang ở trên Hòa Bình cá nướng. Mai đánh đấy không? Mùa. Anh dùng đây anh. Mùa. Mọi người nhá. Sao mà? Ừ. Đúng không? Ngon. Ok à, bốn mùa gần nhà em à? Ngọt. Ngọt. Đây. Dài nhá, con cá nó dài cực nhá. Ai gọi là cá dọn bể, người ta gọi là cá chấm đen có ngay. Ngon thật đấy. Nói mang tiếng đây là lần đầu tiên ăn quả cá nướng của Cường thật. Đó. Lần đầu tiên ăn cá nướng không? Không phải dọn bể mà có nghĩa là lần đầu tiên là ăn quả nhiều nhất của Cường này nó nướng này. Cảm giác ngon lắm. Bình thường đốt nó lên. Con này ăn kiểu nông dân bỏ lúa ra. Dài, ăn cả lắm. Anh cứ cầm cả đây. Ok, cá dọn bể này. Con dọn bể cũng ngon này. Dọn bể ăn dai mà, thịt dài. Nó dài lắm. Hôm nọ trên cái hộ nó đang có làm một núi dọn bể. Ăn như chỉ gà luôn. Không có thể xem. Em không biết đâu, thấy mấy ông kia thì đi xoay mà. Cày lắm xoay, nhưng mà nó xoay cạnh bờ thấy con cá chê. Ba đấy cần thấy con cá chịch chấu cơ. Mẹ nó tả rồi cuối mình tưởng như nào, cứ lại đầu. Có cái lốc tê. Hắn vừa đa hoa đó, không thấy giống gì xưa đấy. Bình thường ở đây người ta xúc được nhiều thì cài. Cái này á? Cái quả anh Khánh bảo. Cái này mà về xoài đấy. Về xoài mà xoài á, quả nhiều lắm này. Có 20 con. Hai ba chục con như này. Thế thì còn hơn trên mình. Cày lắm. Chả có mấy. Cày á? Cái món của chú ở trên mạng anh nhìn thấy rồi. Chú làm cái món này. Cày thường phải cày mới ngon nhỉ. Cày mấy đâu? Ngon mà. Anh nhìn tọc mường anh ăn cái này anh thấy cày. Ngọt nềm cay chính ra ăn con dọn bể ngon hơn đúng không anh? Anh ăn lần đầu tiên ăn rồi ăn nhưng cá dọn bể dài. Con này dai này, dài cực. Lần sau bắt dọn bể được vứt đi nhá. Không nhưng mà làm nó cay rách lắm. Chú cắt không biết làm cắt được cái da nó ra không đó. Đó. Làm cái thể loại này nhá, chứ phải như kiểu đu sôi lên, như kiểu làm lông, như kiểu nông lợn này. Ăn được hết 2 con rồi. Tại sao video rồi. Làm 3 con mà ăn đến lúc nó lắc. Con cả gà. Làm thôi á. Đúng, đang nằm bên Bắc Ninh. Không không giờ 28 anh em mình mới bắt đầu ăn đêm để tí nữa khả năng là đi đánh giải luôn. Ngủ lúc cũng mệt. Có chứ. Giải quần chiếu. Con chăn ấy. Con chăn rét. Quần ổ luôn. Vẫn ổn. Đi tá màu hơi đặc đúng không? Hôm nay em thấy hơi nhạt nhạt em lại rắc thêm ít muối nữa. Chưa được cay lắm. Đó, phải cay thì nó toàn cá lồi lưỡi chứ không phải giật éo đâu. Dạ, đang cắp lục à. Úp chuyển mấy con. Đây soi 3 con úp chết cả bà. Không có con sâu mình. Chuyện đi nổi gió đấy.